Từ tác động của giá xăng dầu, mặt bằng giá cả hàng hóa cũng đang dịch chuyển. Khó khăn càng thúc đẩy người tiêu dùng lẫn người sản xuất kinh doanh thích ứng linh hoạt, hiệu quả. Bây giờ nó cao quá, mọi cái nó lên nên là cái người đi chợ, người đi mua bán nó cũng hạn chế. Những mặt hàng nào mình cần thiết thì mình xài thì mình mua. Em sẽ lựa chọn những cái mặt hàng nó phù hợp với túi tiền của mình. Từ sau đợt bùng phát lần thứ tư của đại dịch COVID-19, khó khăn trong chi tiêu đã thấm sâu vào hầu hết các gia đình. Khó khăn chưa kịp khắc phục thì xăng dầu tăng giá lại đẩy đời sống xã hội chao đảo hơn. Và khi một mặt bằng giá cả mới đang dần thiết lập thì người tiêu dùng tùy theo từng hoàn cảnh, điều kiện sống cũng dần thay đổi và thích ứng với bối cảnh mới. Lúc trước chưa tăng giá thì mình có thể mua được nhiều thứ hơn. Nhưng mà giờ thì mua được ít thứ hơn, mình chuyển sang mình mua hàng bình dân thôi, nhưng mà vẫn đảm bảo về cái dinh dưỡng. Để thích ứng với thị trường hiện nay, những loại thực phẩm trong bữa ăn hàng ngày của gia đình chị Nguyễn Kim Dung ở phường 2, thành phố Vũng Tàu được thay đổi. Từ chú trọng các loại thịt và hải sản, nay chuyển sang chọn rau củ quả nhiều hơn. Giá cả từng món hàng được tính toán trước để thêm bớt, cho sát với kế hoạch chi tiêu, thay vì trước đây chỉ qua loa, mua theo ý thích là chính. Chị Nguyễn Thu Vân ở thành phố Vũng Tàu thường xuyên mua sắm thời trang. Cứ có dịp là chị lại làm mới mình bằng thời trang. Quà tặng cho bạn bè cũng là hàng thời trang. Khi thấy thích, thấy vui, thấy đẹp và mới lạ là mua. Giờ thì việc mua sắm đã được tiết chế, vì giá cả đang leo thang. Nhưng nhân tác động này, chị Vân cũng tự kiểm nghiệm lại cách mua sắm của bản thân, lâu nay chưa phù hợp. Như ngày xưa thì có thể là em có thể mua sắm một cách thoải mái, nhiều khi mua thì vì mình thích thôi chứ cũng không biết là mình sẽ sử dụng vào mục đích gì. Nhưng sau đợt này thì em cũng chú ý hơn đến về vấn đề chi tiêu của mình. Em sẽ lựa chọn những cái mặt hàng nó phù hợp với túi tiền của mình, rồi chất lượng giá cả nó cũng phải tương xứng với nhau. Người tiêu dùng thay đổi thói quen mua sắm, các tiểu thương tại các chợ cũng nắm bắt kịp thời và thay đổi về chủng loại, lượng hàng. Những mặt hàng bán chậm hoặc khó bán bị loại bỏ dần. Nó đồ cái gì cũng lên em. Bó hành lên bữa có 20 lên 25 lên 27, mình bán bó bán được cái nửa bó. Chợ nó quen. Nó còn nửa bó mình dịch bán không được, không nghĩ được. Bây giờ cái nó cao quá mọi cái nó lên nên là cái người đi chợ, người đi mua bán nó cũng hạn chế. Nên là trước kia là chị lấy ngày cả tạ hơn tạ đấy, nhưng mà cái lượng người ăn bây giờ nó kém đi, là chị phải lấy có ngày mấy chục ký thôi, nó giảm đi nhiều. Đường Ba Cu, thành phố Vũng Tàu được coi là cung đường mua sắm sôi động nhất ở Vũng Tàu. Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, không khí mua sắm tại các cửa hàng trầm lắng hơn. Để đảm bảo doanh thu, bên cạnh việc duy trì bán tại chỗ, nhiều cửa hàng đã bổ sung thêm phương thức bán hàng online để phục vụ khách và miễn phí hoàn toàn phần ship hàng. Như vậy, khách hàng cũng tiết kiệm được thêm chi phí, công sức đi lại. Khách hàng có thể mua sắm tại showroom, đồng thời Alistino lưu lại những thông tin, thông số về phong cách thời trang, về những sở thích của khách hàng. Và nhân viên của chúng tôi sẽ luôn luôn hỗ trợ khách hàng một cách rất là hết mình. Khách hàng không có thời gian qua mua sắm, Alistino sẽ hỗ trợ khách hàng free ship, có thể miễn phí vận chuyển tới tận tay khách hàng. Việc giá cả tăng không chỉ thay đổi thói quen mua sắm của mọi người hay tác động đến phương thức kinh doanh của các doanh nghiệp, mà nhiều gia đình cũng đã có những giải pháp nhằm giảm bớt tiền sinh hoạt phí của gia đình. Sân thượng của gia đình chị Nguyễn Thị Mùa trên đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Vũng Tàu, từ khi Bà Rịa Vũng Tàu triển khai giãn cách phòng chống dịch đến nay đã thành vườn rau. Cần mẫn chịu khó chăm bón rau theo hướng dẫn trên các tư liệu, qua kinh nghiệm của những người đi trước. Các loại như mồng tơi, cải xanh đến hành ngò ớt, cây nhà lá vườn ngày càng xanh tốt. Mảnh vườn nhỏ vậy mà cũng cung cấp nguồn rau xanh đáng kể cho 6 người trong gia đình.
chị Mùa cũng giảm được khoản không nhỏ trong chi tiêu cho bữa ăn hàng ngày. Để đến bây giờ thì giá cả nó cũng quá mắc, cho nên là nhà thì cũng đỡ phải mua rau. Phục vụ nhà 6 người ăn thì nói chung là cũng tương đối. Thì thỉnh thoảng thì mua thêm tí cái quả bầu, quả bí, các thứ nọ kia thôi. Trước kia mà nếu mà không trồng được rau thì bình thường ấy là lúc trước là giá cả nó chưa có lên mấy, thì là cũng ít nhất cũng phải 50 nghìn một ngày. Là nguyên rau không ấy. Thế cho nên là từ hồi trồng được rau bây giờ nó cũng đỡ lắm. Hôm nay là một buổi sinh hoạt của các thành viên trong câu lạc bộ dưỡng sinh, Hội Phụ Nữ Phường 2, thành phố Vũng Tàu. Thay vì cùng nhau đến một quán ăn sáng, uống cà phê sau buổi tập, các chị chọn cách đến một gia đình hội viên. Việc ăn sáng và cà phê được các chị thay bằng những gói xôi tự nấu, ly cà phê tự pha, niềm vui vẫn đong đầy mà còn gắn kết hơn và tiết kiệm hơn. Trước đây là thường là buổi sáng thì đi thể dục về thì chị em mình cũng rủ nhau ăn sáng cà phê ít nhất thì tuần cũng phải 3-4 buổi. Bữa nay do cái giá cả nó leo thang thành thử ra là nhóm chị thì cứ cử một chị đó nấu đơn giản ấy, ăn rồi uống cà phê gói. Cứ cuối tuần ấy thì là các gia đình nhà mình thường thường là hay đi ra ngoài ăn sáng cà phê, nhưng mà bữa nay thì một tô phở là 40.000 thì bữa nay nó lên 45.000 một tô. Đó, còn cà phê thì cũng lên rồi, lương lậu thì có hạn thôi. Nên do đó thì mình cũng ở nhà ăn sáng, uống cà phê, nấu nướng ở nhà. Chưa kịp phục hồi từ những khó khăn do tác động từ dịch COVID-19, đời sống xã hội lại phải chịu thêm gánh nặng của việc giá cả các mặt hàng thiết yếu tăng cao. Và những tác động đã thể hiện khá rõ qua những thay đổi trong việc mua sắm, chọn lựa hàng hóa của người dân. Những ngôi chợ vốn đông đúc nay trở nên thưa thớt, thiếu vắng người mua. Nhưng dãy phố mua sắm vốn sầm uất thì nay thưa thớt khách hàng. Tại siêu thị, những khu hàng hóa cao cấp, các quầy bán sản phẩm trang trí nội thất, làm đẹp cũng ít người lui tới. Thay vào đó, các khu vực bán hàng giảm giá có xu hướng thu hút đông đảo khách đến mua hàng hơn. Con cũng thường đến lại cái khu vực giảm giá, cũng như là hàng rau quả hay là bánh trái hay là nước ngọt rồi gì đó, dầu đường. Việc thắt chặt chi tiêu của người dân cũng đặt ra cho các doanh nghiệp phân phối hàng tiêu dùng bài toán làm sao để kích thích tiêu dùng cũng như giữ được lượng khách hàng. Để duy trì nguồn thu cũng là chia sẻ gánh nặng với người tiêu dùng. Ngay giữa tháng 3 năm 2022, siêu thị Co-op Bà Rịa đã triển khai chương trình khuyến mãi giảm giá 50% các mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là dầu ăn, nước mắm, trứng vịt, rau củ quả là những mặt hàng đang tăng giá ngoài thị trường. Theo đánh giá mà đến thời điểm này mà chúng tôi triển khai thực hiện cái chương trình là chia sẻ áp lực chi tiêu với người tiêu dùng á, thì về nhận định của khách hàng á, rất là đồng tình về cái chương trình này, đặc biệt là cái lượng khách hàng đến với siêu thị cũng như đến với cái gian hàng mà chúng tôi phục vụ, cái vấn đề mà thực hiện cái chương trình này á là tăng và đông hơn so với kỳ. Thì hiện tại á, theo cái khảo sát sau một tuần á, lượng khách tăng 30% so với cái tuần trước, và đặc biệt là các sản phẩm hiện tại á, là khách hàng người ta đang dồn vào mua những sản phẩm này rất là nhiều. Thưa quý vị, giá cả tăng, sự thay đổi để thích ứng là điều không thể tránh khỏi để duy trì cuộc sống. Tuy nhiên, bên cạnh tác động tiêu cực là tăng thêm gánh nặng trong đời sống của người dân. Nhưng nếu chúng ta nhìn nhận dưới một góc độ tích cực, thì việc tăng giá cả lại là cơ hội để các doanh nghiệp và mỗi cá nhân làm việc một cách có tính toán, tiết kiệm hơn và giảm bớt sự lãng phí nguyên liệu, hàng hóa.